bao Amelie đến từ Agofay, phải nói là đẹp như mới luôn. Model là B250, con này thì có vỏ gỗ kèm theo. À, với cái cân nặng của nó, nếu như tính cả vỏ gỗ thì nặng khoảng 25 kg. Mặt tiền của nó trang bị hai cái đèn VO rất là sang. Cái nắp cốp này chúng ta mở ra có thể là gắn dây RCA phía trước, lựa chọn phía trước và phía sau ở đây. Lỗ phone. Cái này thì nó rất là tiện ở chỗ đấy, chúng ta chưa có brake chúng ta vẫn chơi tạm được bằng cái hai cái nấm chỉnh trái phải này. Lát nữa mình sẽ chơi trực tiếp không qua brake các bạn. Đây, lát nữa mình chơi trực tiếp từ cái con đát này. Đó. Đây, bây giờ mình quay ra phía sau. Con này tiện cái nữa là nó sử dụng được đa cầu điện. Hiện tại đang để 117, nhưng mà nếu chúng ta muốn thì chúng ta giờ cái cọc này qua 220 để có thể chơi điện 220. Đánh được một cặp, hai cặp, ba cặp loa. Thì đánh một lần thì hai cặp, nhưng mà chúng ta có thể gắn ba cặp để mỗi lần chúng ta chuyển có thể chuyển A, B, C. À, nó không ghi là A, B, C nhưng mà nó ghi main, remote 1, remote 2. Rất là đẹp. Đẹp như mới luôn nha. Công suất tiêu thụ là 225 W, còn công suất ra loa thì nó sẽ tùy cái loa, cái ohm loa của các bạn. À, đối với loa 4 ohm á, thì nó sẽ ra được 280 W cho một cặp. Đối với loa 8 ohm là 200 W cho một cặp nha. Thì cái con này nó có cái size của nó, chiều ngang của nó, nếu như chúng ta tính luôn cả cái vỏ gỗ thì nó khoảng là 46, chiều cao là 15, tính vỏ gỗ thì khoảng 17 hơn, chiều ngang chiều sâu là khoảng 35,5, tính vỏ gỗ thì nó sâu hơn xíu. Rất là đẹp. Ở các cái nút chọn ở đây thì để cho chúng ta chọn cái độ cái kim nó vẫy. Trừ 20 là kim nó vẫy cao nhất, trừ 10 thì vẫy thấp hơn, không thì hình như là nó sẽ là vẫy rất là thấp. Off là tắt kim luôn. Đó. Lựa chọn đây chúng ta sẽ lựa chọn là main là loa giống như loa A, main và remote là loa A và loa B, main và remote 2 là loa A và loa C. Đó. Và remote 1, remote 2 là đánh cho từng cặp. Rất là phù hợp để chúng ta có thể gắn một lần nhiều cặp và chúng ta muốn chơi cặp nào chúng ta chơi. Và cuối cùng, cái giá của con này là 19 triệu 200 ngàn nha. Chỉ có 19 triệu 200 ngàn thôi. Máy rất là đẹp, không có một điểm chê nào. Như mới. Quá đẹp luôn. Mình có cung cấp USB chép sẵn với các cái lựa chọn loại 128 GB này thì là 800 ngàn, chứa được khoảng 2.000 bài nhạc. À, mình ưu tiên là nhạc Việt nha. Còn loại 1.000 GB thì nó sẽ kích thước nó sẽ to hơn cái này khoảng gấp rưỡi, thì giá sẽ 2,5 triệu, chứa được khoảng 15.000 bài nhạc. 1.000 GB thì là chứa được khoảng 15.000 bài nhạc, thì có nhạc Việt, nhạc quốc tế và cả nhạc đi đây nữa. 2,5 triệu, còn USB 128 GB này là 800. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm.
đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn mùa. Sương gió lạnh môi em, anh thánh lòng mình giá bằng. Trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mà.
suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tỏ bày. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta nay đã rời tay. Buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu